Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh bán hàng của em. Thì hôm nay em lên video ha. Video ngày hôm nay thì em có hơi nhiều mặt hàng ha. Trước tiên để giới thiệu tất cả sản phẩm, em có nói sơ qua hình ship là ai chuyển khoản sơ ship, và bây giờ em đã thay đổi hình thức, đó là tất cả các mặt hàng của em đó là chưa bao gồm phí ship, ai chuyển khoản sơ ship. Và thứ hai nữa là em hỗ trợ ship cho tất cả mọi người, đó là trong thành phố 15.000 và ngoại thành tức là 25.000 đối với ship code. Nhưng mà bây giờ ship code là mọi người phải cọc giúp em nha, cọc 50.000 nha, chuyển khoản cọc 50.000 giúp em, còn hai là chuyển khoản đủ em sẽ bao ship. Nhưng mà mọi người chứ em không có ship code như hồi xưa nữa ha. Bây giờ em vô mã đầu tiên ha. Cái số 1 đây là một con Santoku, con này là nguyên khối đúc hết luôn nha mọi người, ba lớp nè mọi người, này ba lớp ha, đỏ nữa đây, con này còn khá mới luôn. Sử dụng thép là molybdenum vanadium, cán khâu đúc nha. Lưỡi con này ngắn, lưỡi 14 bán rộng 3.8 và độ dày của nó là 2 ly, số 1 bán 250 ha. Số 2 cũng là một con, đây là con Santoku nha, con này lớn nha, con này đường sân mai của nó rất là đẹp, và con này là ba lớp lõi không rỉ và ốp không rỉ, lõi không rỉ nha. Lõi của nó không rỉ, lõi có VG10 nha. Thông thường những con này theo em biết á, là nó là khâu đúc á, thì là lõi VG10 không nha mọi người. Đường sen mai lưỡi của nó rất là đẹp nha, không rỉ luôn nha. Nội trợ sử dụng gia đình là cực kỳ ngon nha. Lưỡi 16.5 bản rộng 4.5 và độ dày của nó là 2 ly, và mã số 2 bán 400 ha. 400. Số 3 đây là một con ba lớp lõi carbon nha, lõi rỉ ha, nhưng mà còn rất là mới nha. Khâu của nó là khâu đúc, cán đẹp luôn nha, chữ nữa này ha. Lưỡi 16.5 bản rộng 4.5 và độ dày của nó là 2 ly, số 3 bán 270. Số 4 đây là một con Kia Superhero, và sử dụng thép gọi là Boholo, và là thép này là thép áo nha mọi người, thép này cực kỳ tốt nha. Mọi người có thể lên Google để mọi người tra nha. Đây, dòng này xài cực kỳ ngon nha, con Kia cổ đúc này nha. Và cái con này á, cái phiên bản con này của nó là cán nhựa nha, chứ không phải là cán gỗ nha. Đợt trước em có con cán gỗ em bán rồi, còn đợt này có phiên bản con cán nhựa ha. Lưỡi con này tới 18 nha, bản rộng 4.5 và độ dày của nó là 2 ly, số 4 em bán 720 ha. Cho con Kia này nha, còn rất đẹp nha. Số 5, đây là một con Santoku 3 lớp. Con này thì đặc biệt nó sử dụng là cán chữ D, gỗ hồng, và khâu của nó là khâu gỗ ổn định nha. Thông thường những con mà làm khâu gỗ ổn định này là thông thường là chất thép nó cực kỳ tốt nha, không có bình thường đâu ha mọi người. Chữ nữa đây ha, lỗi nó đây, ba lớp nha mọi người. Em không biết, em để thấy bây giờ nó thấy nó không có rỉ, mà không biết nó có rỉ hay không, mài bữa giờ để nó không rỉ nha. Đẹp ha. Lưỡi 16.5 bản rộng 4.3 và độ dày của nó là 2 ly, số 5 bán 550 ha. Số 6, đây là một con Ryuto của hãng Takayuki, sử dụng thép inox 180, tức là lưỡi của nó 18 ha mọi người, khâu đúc ha. Cán của nó đây, ba chốt, cán nó không bị hở gì hết. Lưỡi 18 bản rộng 3.8, độ dày 2 ly, số 6 bán 370 nha. Đợt trước có một con kia mới lắm nhưng mà em bán rồi, 300 bán rồi. Con này Takayuki nha mọi người. Này, Kyoto nha. Số 6 bán 370. Số 7 đây là một con Kyoto, con này là thép không rỉ luôn nha mọi người, thép không rỉ ha, chữ nó đây nha. Rồi xước nha mọi người, không ảnh hưởng gì nha, khâu đúc luôn nha mọi người, khâu đúc luôn, cán này cán đẹp luôn nha. Lưỡi 20 bán rộng 4 và độ dày của nó là 2.5 ly. Số 7 em bán 420 ha. Số 7 420. Số 8, đây là một con ba lớp, con này còn rất là mới nha. Con ba lớp này là ốp không rỉ, lõi là lõi carbon, là lõi rỉ nha. Nhưng mà con này rất là dài nha. Và con này theo em thì có thể là file được luôn. Và chữ của nó đây ha, chữ rất là còn đẹp luôn. Không biết cái đường ngắn ngắn này là đường để làm gì em không biết ha. Chắc đo gì đó. Con này là hai chốt ha, còn rất là đẹp nha. Con này cầm thái với lại file gì cực kỳ ngon nha. Lưỡi 22 bán rộng 3.5 và độ dày nó là 2 ly. Số 8 bán 450 nha. Con này còn rất là mới nha mọi người. Chữ nữa nè, một đống chữ luôn ha. 450. Rưỡi bén nha. Số 9,
Đây là một con Nakari of Nasazi nha mọi người. Đây, cái mọi người nhìn cái đường lõi của nó nè mọi người. Vân vân nhìn khá đẹp ha, và con này rất là bén nha. Em đã có mài con này rồi. Lõi của nó lên tới sống rất là dày nha, lõi sống nha. Cán này con em đã thay lên nha, cán cẩm, khâu không có khâu nha. Nhìn rất là bắt mắt và đẹp nha. Một cặp luôn. Và em nhắc lại là cái ốp này của nó là ốp Nazazi nha, ốp kháng rỉ nha mọi người, lõi rỉ, lõi con này thông thường mà như vậy. Cái hãng này á, là chứ em đã gặp rồi nhưng mà em quên rồi. Nó có thể là thép giấy xanh luôn nha mọi người, rất là cứng nha. Con này cứng lắm, cực kỳ cứng luôn. 90% là thép giấy xanh nha mọi người. Em mà tra được hãng nữa là dễ biết hơn. Lưỡi 16,5, bản rộng 4.6 và độ dày của nó là dày gốc cán 2,5 ly nha. Và mã số 9 em bán 550 nha. Ê lộn, 530 nha mọi người. 530 ha, 530. Em xin lỗi, 530, số 9, 530. Số 10. Đây là một con Gyuto nha mọi người. Gyuto. Con này em đã thay cán nha. Chữ nó đây. Ba lớp, lõi là lõi rỉ nha mọi người. Lõi rỉ. Lõi carbon ha, ba lớp lõi rỉ. Gyuto là ba lớp lõi rỉ. Lưỡi nó tới 18,5 nè. Bản rộng 4.5 và độ dày của nó là 2 ly. Em đã thay cái cán hình cũng gỗ cẩm y chang này, một cặp luôn nha mọi người. Lấy một cặp là ngon luôn á. Vừa con Nakari và vừa con Gyuto luôn nha. Chữ nó đây nha, chữ rất là nhiều nha. Dọc chữ đi luôn. Số 10 650 ha. 11 Nakari ha. Đây là một con Nakari 3 lớp, lõi thì em thấy không rỉ nha mọi người. 3 lớp lõi không rỉ ha. Chữ đây ha. Cán này cán còn đẹp luôn, chưa bị hở gì hết luôn. Lưỡi 16 bán rộng 4.5 và độ dày của nó là 2 ly. Số 11 bán 370 ha. 370, con này cầm nặng đầm tay nha mọi người, 370. 12, con này là con Nakari luôn. Con này là của Hirotomo nha mọi người, Hirotomo nha mọi người. Đây, và sử dụng thép là DB nha. Lõi VG là không rỉ nha mọi người. Con này khá ngon nha, hiếm gặp nha. Còn mới luôn, đẹp bóng lưỡng luôn. Lưỡi 16,5, bản rộng 4.5 và độ dày của nó là 2 ly. Và mã số 12 bán 390 nha, 390. 13, đây là một con Nakari, con này là 3 lớp lõi rỉ nha. Chữ này đây, 3 lớp này lõi rỉ nha mọi người. Ở full tan. Lưỡi 16, bản rộng 4.5 và độ dày của nó là 2 ly. Số 13, 360 ha, số 13, 360. Nhắc lại là 3 lớp lõi rỉ nha. Ốp ốp không rỉ nhưng mà lõi rỉ. 13 360. Số 14, đây là một con Nakari. Con này là cái ốp cũng không rỉ luôn nè mọi người. Lõi là carbon ha, lõi rỉ ha. Đây. Cái ốp của nó giống Nasashi á, nhưng mà theo em thì không phải là Nasashi ha, mà nó chỉ là ốp kháng rỉ thôi. Nó có hai chữ đây nha mọi người, chữ đây với lại dập chữ trên đây ha. Bên đây không có chữ ha. Con này là khâu nhựa nha mọi người, khâu nhựa. Con này em chưa vô keo nha, em vô keo cho nó cứng lại. Em đang quấn keo cho nó khích khích cái lỗ nha mọi người. Vô keo thì nó cứng hơn ha. Cán đẹp nha mọi người. Lưỡi 16,5, bản rộng 5.4. Bản của nó tới bự lắm nha mọi người, 5.4 là. Và độ dày gốc cán nó 3 ly nha. Mỏng chỉ mũi là còn khoảng 1 ly ha. Và mã sư 4 em bán 390 ha. 15, đây là một cái Betty. À đợt trước này có chung cặp với lại cây Betty, cây Gyuto á. Có anh nào mua á, thì đợt trước lấy thêm cây Betty này cho đủ một cặp nha. Cây này là Betty Inox kháng rỉ nha mọi người, không rỉ nha. Và nó có khắc hai chữ chứ trên khâu nữa nha. Rất là đẹp nha, khâu cán đi liền cực kỳ đẹp luôn nha. Sử dụng cực kỳ ngon nha mọi người. Con này nó càng hoàn thiện cũng khá cao á nha. Mọi người nhìn nè, bóng lưỡng. Lửa 14, bản rộng 2.3 và độ dày của nó là 1.5 ly. Và mã số 15 này em bán 350 nha. 16, đây là một cây lóc. Này có lại cây lóc của Global Sai nha, 3 lớp nha mọi người. Bữa giờ bán hết rồi nên lục về được còn cây nè, 3 lớp nha, còn mới nha. Lửa 12, bán rộng 2.5 và độ dày nó là 2 ly. Số 16, 370, Global Sai nha. Dòng này đặc trưng Global Sai, nhìn vô là biết rồi ha. 17, cũng một con Betty. Con này dòng Global GF nha mọi người, GSF49 ha. GSF49 nha. Đây, đúc cán đúc nguyên khối nha, cầm rất là nặng nha. Nó có cái đường G dưới đây em không biết nó làm cái gì. Nói chung mà khá đẹp, con này còn rất là mới nha. Mua về sưu tầm hoặc là sử dụng hoặc là để lóc lóc gì ở trong bếp. Mấy cái chép cực kỳ khoái thích mấy con này nha. Lưỡi 10 bản rộng 2.3 và độ dày của nó là 3 ly ha. Nhỏ và dày nha. Lưỡi nó tới 10 lần nha mọi người. Số 17 400. 18, đây là một con Betty. Betty nhỏ, đầu tròn.
nó dạng giống như Santa Cu á, nhưng mà nó là dạng Bati ha. Con này bị lỗi ở đây nên không có logo ha mọi người. Cán đẹp ha. Lưỡi là 12, bán rộng 3,5 và độ dày nó là 2 ly. Số 18 109. Số 19. Số 19 đây là một con Global và dòng này là G3 nha mọi người, G3 ha. Đây, Chrome 18 Satoshiu. Con này G3 ha, bị lỗi ở đây nha mọi người. Hơi bị ám với ngay góc cán như đây xíu, còn ngoài ra không bị gì hết. Mặt bên đây đẹp luôn ha. Cán đẹp luôn. Lưỡi 20,5, bản rộng 4 và độ dày của nó là 2 ly. Số 19 này em bán 390 nha. Bị lỗi đây ám này em bán 390 ha. Số 20, đây là một con dòng Global dòng này là đặc biệt là dòng Ucon nha mọi người, Ucon nha. Cái cán nó hơi dẹp hơn dòng Ni hay đồng Ni thì em có rồi nên em dễ phân biệt hơn nha. Chứ nếu mà không có hai con giống nhau cũng hơi khó phân biệt. Nó cũng dập Global dưới cán luôn nha. Dòng Ni thì cán nó tròn mập hơn, còn dòng Ucon thì nó dẹp hơn ha. Con này là con chép nha, chép 8 chứ, 20 xăng. Lưỡi 20, bản rộng 4,5 và độ dày nó là 2 ly. Và số 20 mang giá 500 nha, 500. Rồi, 21 là bán bộ dao Global Ni nha. Đủ nha, từ con nhỏ, từ con lớn cho tới con nhỏ, con Betty luôn nha. Và có con dài, con dài này luôn. Đầu tiên là con này là con chép, lưỡi này 18 nè mọi người. Con này thì nó còn logo nha. Nó hơi dính này, rửa nó bay ra nha mọi người. Em không biết đánh bóng nó bay ra hết nha. Còn logo còn khá đẹp nha. Một con. Nó hơi bị lỗi ám dưới đây nha mọi người. Con này lưỡi 18 nha. Con này, con thứ hai em biết con này là con gì dài lắm nha. Cắt dạng như filet cá hay dài lắm nha mọi người. Tới 20 nha, lưỡi tới 20 lần nha. Hai con ha. Cán con này còn đẹp lắm. Nói chung mấy con này còn đẹp, không bị lỗi gì hết. Hai con. Con thứ ba là một con này nó dẻo nè mọi người. Dẻo lắm. Đó. Con này lưỡi 15 nha. Lưỡi 15. Ba con. Rồi con kế tiếp, con này thì nó cũng lưỡi 15 nha, nhưng mà nó dạng Santoku nha mọi người. Có thể kêu Santoku cũng được nữa. Nhỏ con này nó không có dẻo, nó cứng nha mọi người. Bốn con, cũng đẹp ha. Hơi chút chút đẹp thôi. Còn con cuối cùng là con Betty nhỏ nha. Lưỡi này chỉ có khoảng chừng 10 thôi nha mọi người. Lưỡi nó 10 à. Nè, phải không? Lưỡi 10 ha. Bằng với con này lưỡi 10. Lưỡi 10 nha. Cán đẹp luôn nha. Rồi một bộ em bán 5 cây này 1.650.000 nha mọi người. Ai mua bộ này thì mọi người cứ nhắn tin với em sẽ chụp hình rõ chi tiết cho mọi người xem hơn rõ hơn nha. Trên video thì tại vì nhiều quá cho nên em không có nói chi tiết rõ hơn. Còn ai chốt thì cứ nhắn tin Zalo với em sẽ chụp cái bộ này với đo cái thước từng con cho mọi người rõ hơn cho nó dễ hơn. Nhưng mà nhìn chung á, em nói thiệt bộ này cực kỳ đẹp luôn. Gần Tết rồi mọi người mua gia đình sử dụng để dịp Tết á, mọi người sử dụng. Mấy con này đặc biệt là không rỉ luôn nha mọi người. Cán của nó rất là đẹp nha. So giữa hai cán đó là Ucon với Ni thì em thích cán Ucon Ni hơn nha, tại vì nó nặng và đầm tay hơn. Rồi, bộ số 21 đã bán 1.650.000 ha. 22, đây là một con. Con này là dòng Sunhiro nha mọi người, Kaisun Sunhiro. Và hàng này là hàng lỗi. Con này là, nó là, thêm biết nó là cắt bánh mì á mọi người. Cắt bánh mì á nè, mọi người nhìn cái vân của nó nè, vân dưới bay cá ha. Và nó sử dụng lõ thép là SG2 nha mọi người. Con này là SG2. Nhưng mà theo em á, con này mọi người vừa có thể móc mod nó lại thành một con. Con này thì đặc biệt á, cái nguyên bản của nó đã có cái khâu này rồi nha mọi người. Mọi người chỉ cần về làm cái cán của nó vô đây thôi. Và con này có thể mod lại thành một con Betty hoặc là một con dao nhỏ Santoku là xài cực kỳ ngon nha. Và em nhắc lại, con này là loại SG2 nha. Và con này là Sunhiro nha mọi người. Bây giờ mấy dòng cai mà như vậy là cực kỳ hiếm, không có nữa đâu nha. Không có lưỡi, lưỡi không có đâu. Cái hàng này thì thật sự ra là cũng hồi xưa đợt đầu mấy năm trời của cái anh kia anh gửi anh bán thôi, chứ bây giờ không có hàng mới gọi là hàng lỗi hàng bãi gì về mấy cái này nữa đâu. Bây giờ mấy cái với mọi người luôn ha. Mọi người nhìn nè, Sunhiro nha. Mấy cái vần của nó nhuyễn ha, cho nên là vần búa nha. Sunhiro ha. Cái Sunhiro. Và dòng này có thể em biết là nó là trong bộ của cắt bánh mì nha mọi người. Nhưng mà theo em là em dễ mod nó lại thành một con dao Betty hoặc dao lọc hoặc là một con dao Sunoku nhỏ. Lưỡi này lưỡi 15 nha mọi người. Lưỡi 15, bản rộng 4.5 và độ dày của nó là 2 ly. Số 22 bán 1 triệu ha. Con này lỗi là SG2 nha. Supergon á, Supergon 2, lỗi cực kỳ bén và giữ bán khá tốt và không rỉ luôn. Bây giờ hiếm có mấy con này lắm. 22 1 triệu.
Mấy cái này nếu mà của em là em đi em gửi làm cán lên em bán cho dễ hơn. Này không phải của em gửi bán lưỡi thôi. Và con này là con Ribier dòng cắt bánh mì nha mọi người. Cắt bánh mì hay cắt bánh kem gì em biết, nhưng mà em nghĩ không có răng cưa chắc cắt bánh kem mọi người. Và đẹp, cái lưỡi này còn rất là đẹp luôn nè mọi người, bóng lưỡng luôn nè. À mọi người nhìn cái lỗi. Để mà muốn đánh mà nó lên bóng lưỡng như vậy là không có dễ đâu nha. Em nói thiệt luôn. Nhà em có máy em đánh bóng lưỡng lên là cực kỳ khó và chua lắm nha. Con này là Ribier nha mọi người, Ribier. Cái Ribier cái vân của nó khác với lại Suniro nha mọi người. Suniro của nó nè mọi người nhìn nè, cái vân của nó nhuyễn. Còn cái này Ribier cái nó cũng vân búa trên đây nhưng mà cái vân của nó với em nó không có được nhuyễn giống như vậy. Dòng này nó bóng lưỡng nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn ha. Lưỡi con này là 23 lận nha. Trời con này nếu mà gặp em là em mốt là được em cắt thành được hai con nhỏ luôn nha. Lưỡi 23. Bản rộng 3.7 và độ dày của nó là 2 ly số 23 bán 800 ha, 23 800. Cho một cái lưỡi Ribier dòng này là dòng cắt bánh kem, cắt cái gì cũng được. Và cái lõi con này sử dụng VG10 nha mọi người. Lõi VG10 bóng lưỡng nha mọi người. À. Em không, cái này mọi người đừng có nói em đánh bóng lên nha, không có không đâu đánh bóng đâu nha. Nó đã vậy của người ta đưa nó đã vậy nó đánh bóng gì rồi ha. Để mà đánh mình nó bóng như vậy là cũng hơi khó nha. Thông thường người ta bỏ vô máy ly tâm á, cái máy ly tâm rồi đánh bóng bằng đá đó mọi người mới được vậy, chứ còn đánh bóng máy cũng chua lắm mới được vậy. Số 23 bán 800 nha. Đây hôm nay có cái lưỡi này, lưỡi này là dòng chép và được là dài nhất của dòng cai dòng Lexic kia mọi người, cai Lexic kia. Và dòng này là cai Lexic nè, là sử dụng thép là lõi là VG10 luôn nha. Mà con này là chép 10 nha. Lưỡi dài 26,5 nha mọi người. Có một lưỡi một nha, lưỡi dài 26,5. Và cái lưỡi này rất là đẹp nha. Nó không phải đen đen, nó này là nó bóng đẹp nha mọi người. Có nó có nhiều cái dạng lưỡi nè, nó hơi đen đen á. Này, nhìn đẹp ha. Lưỡi con này tới 26,5, bản rộng 5 và độ dày bản rộng của nó tới 5 nha. Dòng này chép và độ dày của nó là 2 ly. Con này về lên là biết chỗ nào lên. Em giới thiệu cho cái anh kia anh làm cán lên cán này là con này là hết bài luôn nha mọi người, là xài cực kỳ ngon luôn, dài thái cực đã luôn. Mà là thép không rỉ luôn ha, dòng chép. Và lưỡi này hai bố em bán 1 triệu rưỡi nha, hai bố em bán 1 triệu rưỡi ha. 25, 25 này là một cái lưỡi rất là to nha. Cái lưỡi này mod lại thành một con gì, lưỡi này độ dày của nó tới 4 ly lần nha mọi người. Mod thành một con dao đi rừng hay là một con dao gì cũng được tùy ha. Tùy mọi người luôn. Dán cong cong nữa nha. Dán này nó cong nha mọi người, mỏng giống dán Karasuke hay là mod thành một con dao Nagiba cũng ok lắm á. Lưỡi nó tới 30, bản rộng 4.8 và độ dày của nó là 4 ly ha. Số 25 bán 950 ha cho cái lưỡi này nha, 950. Dán đẹp ha, hay là em gửi đi mod coi. 950 ha. 26 hôm bữa còn cái lưỡi 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 lọc này nha. Lưỡi này là cũng lưỡi lưỡi dạng dao dao lóc nha mọi người, của dòng Lexic luôn á. Đây vân nó đây, con này thì chắc em đánh bóng lại con này nha, tại vì nó dính dính nấm mám đây nè, cái này em phải đánh bóng lại này. Cái vân lưỡi này nha, cũng lỗi của nó là VG10 luôn nha mọi người. Lưỡi 16 bán rộng 4 và độ dày của nó là 2 ly. Và mã số 26 này bán 700 ha, 26 bán 700 cho cái lưỡi này nè. Em đi đánh bóng lại cái này, ai chốt thì em sẽ đánh bóng lại cái lưỡi này cho mọi người nha. Này nó dính à, tại vì em quên đánh bóng này đi, lỗi nó trên sóng nha mọi người. 26 700. Rồi 27 hai bộ dao, 27 gồm một cây Nakari, một cây Nakari, hai cây Nakari nha. Hai cây Nakari đều có chữ nha, cây này còn mới nè, còn cây này ba lớp của cây nha. Rồi bộ này em bán 360 ha. Hai cây Nakari nha, cán còn tốt hết nha, mấy con này cán còn tốt nha. Cái nào cán dở em nói cán dở, nó bị sao em nói nha. Này về mọi người chà ra thôi nha. Con này hai con đều có chữ nha, con này có chữ bên đây nha. Con này thì là ba lớp của cai nha, ba lớp cai. Rồi 360, 27, 28. Con này cũng ba lớp nha, con này ba lớp lõi carbon nha. Ba lớp lõi carbon là giống như mấy con kia em bán á, nhưng mà con này mọi người về vệ sinh thêm. Hai mặt chữ luôn nha, nó bị xước lông chuột nhiều nha. Và con này con Nakari, Nakari, cái con này ok nè. Con na đi, con Nakari này mới mới ngon nè, con Nakari này ngon nè, cán còn rất là đẹp luôn. Và con này góc cán nó dày lắm nha, nó lớp đen nhưng mà nó có một cái tiếc là nó bị cấn, nó bị nứt ngay đây nha mọi người. Đây nè em đưa là mọi người nhìn nè, nó nứt ngay nè,
thì mọi người về mọi người phải mài phẳng nó đi nha, thì xài. Còn hôm mọi người mài chút xíu vừa ra khúc này thôi thì nó mất mẻ tí xíu cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà theo em thì mọi người nên mài thẳng đi, tại vì Nakari này ba lớp mà lỗ lên tới sóng lần, cho nên tha hồ cho mọi người mài mà sửa lại thôi. Con này cán còn rất là đẹp nha mọi người. Nó lấy cán không thì em gắm vô mấy cây khác bán cũng được á. Nhưng mà thôi em để gì em bán luôn ha. Rồi bộ này em cũng bán 370 nha, 28 370. 29 đây là một cây đề ba. Cây đề ba ha mọi người. Cái lưỡi em đã mài ra là rất là đẹp nha, tách vân lưỡi luôn nha mọi người. Và mặt sau nó cũng còn rất là đẹp nha. Này, cán cũng nước chưa vô nhiều nha. Lưỡi của nó là 15, bản rộng 4.5 và độ dày của nó là 7 ly. Số 29 em bán 400 nha. Này có một cây đề ba thôi à. Giờ này đề ba ít quá nên có một cây thôi. Lưỡi tách lưỡi đẹp nha mọi người. À, có nhiều người hỏi em mài lưỡi bằng đá gì á, thì thực chất ra đá thì em sử dụng đá bình thường thôi, thật sự. Nhưng mà em lấy cái đầu kê á, rồi em chà nó vậy nè, em chà nó lên. Chứ không có mài trên đá ha. Cái này cũng nói luôn. Để cho anh em nhiều anh em hỏi nhắn tin hỏi chữ nó đây ha. Thì tốn chút công sức thì nhìn nó đẹp hơn. Mặt sau nó cũng đẹp nha. Các con nào mà mặt sau mà nó xấu thì em nói nó xấu thì có thể em bán rẻ hơn ha. Rồi số 29 em bán 400 ha. 30. 30 là bộ cán này thì mọi người quá quen thuộc rồi ha. Bộ cán này gồm 3 cán cắm. Bán cho hết nên video nào em cũng lên video nó bán cho hết nha. Bộ này 3 cái là bán 210.000 nha, 300 210.000. Cũng còn nhiều cho nên bán bớt rẻ cho 210.000. Cán này là không có khâu nha. À, mọi người thích hợp vô cán đề ba là ưu tiên nhất nè, kế tiếp là Sentoku, Nakari và Gyuto ha. Cán này không nên vô Yanagiba nha, vô Yanagiba thì có thể là do nó hơi to đi xíu, nó không hợp cái cán của Yanagiba lắm. Cái đó em cũng khuyên thiệt là vì em cũng vô nhiều nên em biết. Rồi số 30 này em bán ngang bộ ba cái này là 210.000 nha, 210.000. Và mọi người có thể vô mấy cái cán của gia đình của mọi người, những con dao mà mọi người đang có ở nhà luôn nha, chứ không nhất thiết là phải những con dao Nhật luôn nha, dao Việt Nam cũng được luôn nha. Dao Việt Nam thì cái lỗ của này nó đã lỗ tròn rồi, chỉ cần mọi người nhét cái lỗ cái cán của tang cái kia nó cũng em biết là những con dao cán của Việt Nam á, cái tang của nó là tang đuôi chuột, nó nhọn nhét còn dễ vô nữa ha. Rồi số 30 210.000 ha. 31, đây là một cặp cán cặp gỗ mun, này là mun sọc nha. Hôm nay có cái cán gỗ mun này khá đẹp nè mọi người. Mun mè. Đó vân 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 khá đẹp nè, sầm sọc. Rồi, cặp cán này em bán 250 ha. Khâu sừng nha mọi người, lòng khâu hết nha. Đây là khâu sừng nha, có khâu nha. Rồi, 250.000 ha, số 31 250.000. Rồi, hôm nay em có một cây rìu. Trước tiên em nói cái rìu này thì cây rìu này của hãng Colin nha mọi người, Colin ha. Này, và cây rìu này lúc trước là cái lưỡi em đi em gửi đi làm cái cán lại nha mọi người. Và cái cán này đây ha, cái cán này được gọi là cán gỗ tần bì nha mọi người, gỗ tần bì. Và em đã làm nó lại nhuộm nó lại thành một đen, nhìn nó rất là đẹp ha. Và cái lưỡi này là của hãng lưỡi rìu Mỹ nha mọi người, em nhắc lại là lưỡi rìu Mỹ của hãng Colin nha mọi người. Đưa vậy cho mọi người nhìn dễ thấy hơn nè, đó nhìn nè. Đây, và cái rìu này thì em đã mài lại nha, mài lại hết. Tại lúc trước nó bị dập dữ lắm nha mọi người, cho nên em phải mài nó phẳng lại, cho nên giờ nhìn nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Và cái này chặt rất là ngon nha, cực kỳ ngon. Và cái rìu này nó rất là to nha, nó không có nhỏ đâu nha. Tổng trọng lượng của cái rìu này nó rơi vào khoảng 2 kg mốt, gần 2 kg 2 nha. Và cái lưỡi không của nó là 1 kg 7 50, gần 1 kg 8 ha. Đó, và tổng chiều dài của cái rìu này á, của nó là dài khoảng 67 cm nha mọi người, 67 cm tính từ trên đó xuống luôn. Đó, cực kỳ đẹp ha. Ở lúc trước cái rìu cái lưỡi này á thì nó xấu lắm, em phải đi mài lại nha, mài biên dạng lại cho nó đều hết, cho nên giờ mọi người nhìn nó khá đẹp. Và em đã test thử là chẻ củi cái loại rìu này á, đa phần thêm á, là chẻ củi là ngon nhất. Còn nếu mà ai mà muốn chặt cây á, thì phải lực cũng phải tốt tí nha. Bản thân em á thì nếu mà để sử dụng á, thì cây này em chặt cây thì cũng được á, nhưng mà em thấy em bữa củi là ngon nhất, em thích bữa củi nên đang test bữa củi rồi. Và ngoài công dụng đó thì mọi người có thể chặt xương heo xương bò gì đều ngon nha. Mấy cây này để mà chặt xương bò xương heo thì hơi bị ngon đó nha. Và cái lưỡi rìu này á, cái lưỡi của nó rất là bự nha mọi người, cái lưỡi của nó tới 10,5 nha, 10,5.
Và cái đầu này của nó là 8,5 nha. 8,5 phải không ta? À đúng rồi, 8,5. 8,5 ha. Cái đầu này búa bằng của nó là 8,5, còn cái lưỡi của nó là 10,5 ha. Đó, còn cái này của nó dài là 18 nha, dài từ đây xuống đây tới 18,5 hay 19 gì đó. Em nhớ là như vậy. Của hãng Colin nha. Thường mấy cái rìu của Mỹ bây giờ khá mắc nha. Nói cái rìu, cái lưỡi này á, mọi người đi ra bãi á, mọi người thử đi ra bãi quốc lộ á, mọi người bóc một cái lưỡi rìu mà của Mỹ đi ra coi nó tính tiền nhiêu ha. Cái này em không có nói giá, tại vì nói chung mọi người mua, nếu mà muốn tìm hiểu về cái lưỡi rìu của Mỹ thì mọi người cứ đi ra đó thì mọi người sẽ biết cái giá như thế nào. À, rất là đẹp nha, cầm đã lắm nha mọi người, cực kỳ đã luôn, và chẻ củi cũng cực kỳ ngon luôn nha. Em chỉ là mới test chẻ củi đó ha, cực kỳ đã luôn, cực kỳ phê luôn. Và con này em đã nhuộm đen cái cán là nhìn nó rất là đẹp nha. Đó mọi người nhìn nè ha, là có cái đem về rồi. Cái rìu này em bán giá là 2,4 triệu nha mọi người, 2,4 triệu ha, của hãng Colin Mỹ nha mọi người. Rồi đây là cái điều này cũng là cuối của video rồi. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Mọi người mua mã nào thì chốt hàng hay nhắn tin qua số điện thoại của em hoặc trên Zalo nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.